Chào cả nhà thân yêu nha. Hello cả nhà. Chào mấy anh em. Hello. Bữa nay anh em sẽ bỏ tiếp tục cái này hả? Bỏ đi ha. Cái đó mình khô khô ngon lắm. Để ngoài đi. Đấy, ngoài sớm anh Tính cũng làm được mớ cua. Đem qua anh em làm mấy cái lẩu cua ăn cả nhà ơi. Anh em sẽ làm một cái lẩu cua đông. Để ngoài cái này mập ở đây nè. Cả nhà cùng thưởng thức với anh em. Mùa gió quá trời luôn, mùa thúi đắt cuối đời chứ. Giờ anh em làm cua. Đặt vớn hả đầu anh Tính, cái này nè. Ừ. Hay dữ trời. Mùa mưa mà, hôm giờ mưa quá à, trời mưa mà. Cua nó chạy được phải rồi. Muốn kẹp không ta? Anh mình không ha. Ừ. Anh em sẽ làm một cái món lẩu cua đồng dân giả cả nhà. Chút ra ngoài ngoại hái thì mới rau nè. Ừ, hái rau đồng hả? Rau tập tàn hay vậy? Ừ. Bây giờ rau dịu rồi. Dịu rồi đó. Dịu muốn chai. Chai vậy đó. Này làm cua rồi để 25 đâm hả? Ừ. 25 đâm. Mình đi ra ngoài mình thấy rau. Cua này mập ha, nè. Nó uống luôn. Nó gạch nó nhiều là mập phải không? Gạch này là cái này vàng vàng là gạch đó cái nè. Gạch. Trời ơi nè. Kinh khủng chứ. Béo lắm béo quá. Chút thử luôn. Thử chút mình khô mình luôn. Kho khô béo. Làm cái lẩu cua ăn nhà hả, đi làm gì làm cả nhà ơi. Ăn rồi không biết có làm được không, hay là mưa tới đây không biết nữa. Mùa mưa mà. Bão. Bão xuống mấy vậy? Xuống 7. Xuống 100 rồi hết. Tới xuống 100 hết rồi nhưng mà. Năm nào cũng mười mấy cơn bão, nhưng năm nay nước ít xỉu rồi. Mưa. Mưa mà cái này mưa trễ đó. Ủa? Bên kia chị có mua mớ tôm với thịt heo đó đó hả? Ừ. À. Tôm. Với thịt heo. Đó là kêu bằng tôm tích phải không? Thẻ. Chút xíu đi kiếm vài miếng tôm hủ nữa, mua vài miếng tôm hủ nữa nha. Ừ. Đây làm lẩu. Đặc sản đồng quê nữa cả nhà. Đông tay làm cũng mau ha. Chờ em với anh Tính đi hái rau cả nhà. Ở nhà thì Dương Ba với anh Tú đâm cua. Ồ, gặp chầm cho chai này ngon quá nè. Nhỏ ngon. Hai mấy gạo chai đi. Hồi nữa mình kiếm rau rượu rồi thêm ha. Ừ. Ở quê dễ lắm á nhà, đi ra đồng mình hái rau đồng ăn. Rau chai mình ăn với lẩu cua thì đúng rách luôn ha anh Tính. Ừ. Chai rau rượu, rau muống, rau dền. Rau dền. Mùng tơi rồi ha. Ừ. Đây. Sáng sớm anh em ăn lẩu cua sớm. Lẩu này cũng như ăn canh chứ gì. Ừ. Quá trời luôn, nguyên một chòm luôn. Anh em giờ tiến hành lấy gạch cua cả nhà. Đây được cái chén này nè. Cái cua này khử béo dữ lắm béo. Mình kho quéo ha. Kho mà nó kho lên tim bọc á. Kho khói hả anh Tính? Kho khói gì ông trời. Chứ kho anh nói kho khói hoài đó. Cua kho khói gì đó. Mình làm lẩu sao mà kho. Là kho khói là kho nguyên con hả? Đâm ra gì nè. À. Kho khói là như là kho lên nó khói lại hay gì đó bạn. Ừ. Về lại đó.
chứ không phải là kho bằng khối nha. Rồi thử gạch cua xong đi anh em mình đi hái rau. Cua này kho một cái hai cộng chảo ăn bể nồi cơm. Anh em hái được mớ rau chay cả nhà. Giờ lội vô dài dài ngoài này kiếm mớ rau dịu với rau dền. Đây, cầm rau dền này non quá nè anh Tính. Đây đừng cầm rau dền nữa cả nhà. Lẩu cua là không thể thiếu món rau dền. Mùa mưa xuống cái rau rồi nó lên tốt lắm cả nhà. Ê. Cái này mình kiếm mới rau dịu nó là được hả anh Tính? Quá ngon. Cái này khoảng chừng 5-10 bữa nó già hả anh Tính? Cái gì? Rau dịu nè. Rau dền chứ lộn. Dạ, vậy chưa đâu. Còn tơ ha. Ngắt nghề nó lên đó không? Lên, đâm tội lắm. Mình đi dài dài hơn mấy cái mô này. Rồi có nữa là xiềng nè anh Tích. Theo mấy cái mô nhãn nè cả nhà. Đó, nguyên chọp đó nữa đó. Vô mắm nè. Vô mắm nè. Ủa, mình đây không có cá chài hết ta. Hồi gặp bên cậu có cá chài, hái mấy cá chài nữa là ngon nè. Ít, cái này chưa tới mùa nữa. Hái mới rau này nữa, hồi mình ra mình kiếm mới rau dịu nữa là với bẻ mới rau muống nữa là xong cả nha. Có được món rau thập tàn nữa đó. Cái món rau dịu kiếm không ra rồi cả nhà. Nó bị chết hết trơn, hay chịch mùa hay gì. Thì về anh em ghé đây hái được mới mùng tơi nè. Mình thấy rau muống không anh Tinh? Không muốn đằng kia cũng nhóc chứ nè. Trồng mùng tơi này quá ngon cả nhà. Tự nhiên lên luôn á. Không ai trồng hết. Được mới rau chay với rau dền. Hái mới mùng tơi nó là đủ rồi. Bỏ lên cái vô tre này. Em lội vòng vòng ngoài kia kiếm mớ rau dịu mà không có cả nhà. Thấy mình mới rau người ta đi hồi lại kia mình thấy mới rau muống nữa là đủ rồi. Nhà nãy cũng có chị sao ba cũng mua được mớ rau ở nhà đó, mình thấy rau đồng thêm. Đây, tới vườn rau muống rồi cả nhà ơi. Không ngon không nè. Hái mới rau muống nữa là được rồi. Ồ, ngon bẻ cái cốc cốc. Mới còn muốn nữa đủ rồi cả nhà. Anh em đi vô rồi. Hai anh kia đâm cua xong chưa không biết nữa. Vô anh Tính ơi. Anh Tú cũng đâm cua rồi cả nhà. Ủa chưa nhuyễn đâm lại gì anh Tú? Đâm lại nữa. Được rồi, được cái rau đó. Hai được mới rau ngon lắm cả nhà. Này nước cạch nha, đừng ấy nha, đừng giữ luôn nha. Giữ em đâm rồi. Rửa cái nữa là xong. Mình Tú đầm lại cái nữa đi. Đầu dựng ba nhúm lửa cả nhà. Nhúm lửa đang bắt cái nồi cua lên. Được một nồi luôn. Càng cua anh để chống luôn hả anh Tú? Tay khoan dựng ba. Bây giờ nhúm lửa xong rồi dựng ba bắt cái nồi cua lên cả nhà. Nấu cho nó khói lại. Anh Tính bên đây thì
đang gọt mớp, mới sắc mớp chứ. Quá trời gỗ rau ngon luôn. Nhiều rau là thấy là anh em dư sức rồi. Nhân làm gì nha? Ba cái hành tỏi. Nhân cái bầm hành tỏi cả nhà. Một miếng mỡ thơm. Để lên ha, đổ vô ha. Tôm mà. À. Giờ để hái nó nhiều quá ha. Nãy đi hái không có ba cái rau rau dịu không có. Chết tao hết trơn à. Rồi mình đợi chút xíu nữa là sôi lên là mình ôi mình lấy nước rồi mình làm lẩu luôn không ta? Phải rồi, phải rồi. Nhớ rồi. Chiên ba. Thôi vô lắm thôi. Coi. Đó. Ui. Nhét ngay vậy bắt cái giá rồi. Trời trời, quậy quậy lên. Bớt lưỡi đi. Ôi dữ lắm mày. Quậy quậy nó mới nổi lên vậy anh Tú ơi. Ủa đâu tiêu chưa rồi? Có sôi đó, sôi rồi. Vớt là lấy là lấy cái cành cua kìa. Chút coi. Ừ, chút luôn. Ủa nó cũng khói lên nè. Sao mình lưỡi vô đi nhưng mà nóng quá trời. Sao mình lụm lụm mấy cành cua ra được cơ anh Tú? Được chứ, có gì đâu. Được. Nó mất lưỡi đi mất lưỡi. Nó tàn lan vậy đó cả nhà, mình để lên cái vợt mình ém ém lại là nó dính lại à. Cua mập ha, tháng tư ha. Để cặp má nó tốt, nhóc vô tốt. Cặp bún cho anh tên. Ừ. Mình vớt cái này ra cái mình để thịt heo vô được rồi. Nãy có mấy cái giò heo phải không? Mấy cái giò ghê quá. Mấy cái giò ghê quá. Vậy thôi muốn mình để đại vô luôn người ta. Để quậy quậy ăn luôn hả? Để quậy vô ăn ngọt nó vớt ra cũng vậy gì hả? Ừ, đi. Ừ, để luôn đi. Giờ khỏi luôn ha. Ừ. Mình chơi chơi luôn hả? Chơi luôn. Giờ lụm ba cái giò heo là đây luôn, bỏ vô luôn. Đó. Giờ mình khỏi vớt còn dính trên đây anh Tú. Ngon. Đó, giò heo mình để vô. Để giò heo vô. Chậm thì vớt lên chi nữa. Nhóc vô trong này cho rồi trước sau mình cũng ăn rồi. Để gì cho ngọt luôn. Đây là cua nha cả nhà. Cua mình đâm ra mình nấu cái nó khói khói lại vậy đó. Đây. Đây để thịt heo vô. Đậu hũ. Hũ nó anh Tính. Nêm nước đi qua. Mới để thịt heo nêm. Nêm đi. Trời ơi trời nó ngon cái này nó đặc quẹo luôn cả nhà ơi cái này. Lên nè. Thôi. Quá ngon. Nêm được rồi đó. Quay tính vớt cua giờ mà không có vớt cũng đi. Để giống luôn đi. Mình để cà chua vô, có cà chua rồi để được không? Cà chua hả? Ừ. Ai biết đâu. Nói đó. Hồi đó giờ không có biết nè. Không biết rồi à. Đây cho chín thịt heo đi rồi mình sạn cái bếp ga mình để lên ha. Ừ. Ủa, anh Tú chắc này bỏ mớp vô luôn cả nhà. Mớp vô cho nó. Dạ, rau hồi mình ăn nữa nhé. Dạ. Mớp nó rau chín ha. Cái dao này vợ thấy ăn được không vợ? Được. Dao chai đó bự hả? Ừ. Phải không nè. Ăn ngồi nó cười khà khà chết. cười đi đỡ ngồi khóc nó chắc chết chứ. Bốn năm thằng ngã ngang nó gãy bàn tay. Không nói chung là đi ra đồng cái cây dao cây cỏ nào mà con sâu cũng ăn được là mình ăn được. Mà anh thấy cái này không có con sâu ăn này em ơi. Có, tại em thấy nó nguyên. Thấy nó nguyên nhưng không ai ai hái lá sâu. À mớp vô đi mình đậy nắp lại chút xíu đi cho nó chín mớp đi rồi mình hái múc ra hay không ạ? Thôi, quậy luôn, quậy cho nó ấy luôn. Té nữa rồi. Té luôn. Nhìn thử ra. Thiếu gì không? Thiếu chút nước mắm này. Mình để miếng nước mắm vô nó là được rồi. Mình hấp dẫn quá cả nhà, còn tôm chưa để vô, tôm hồi mình nhúng sau hay nha. Tôm
tôm chút bỏ vô luôn cũng được. Thấy rồi nhưng chưa bỏ tôm vô cũng được. Nó chín rồi á, bỏ vô. Đây, chút muối đây. Muối thì miếng nó mặn. Muối cho nó mặn mà tình quê hương ha. Rồi. Anh xong trên chính là anh tính rồi, dưới này là muốn xong rồi đó. Anh lắp dưỡng ba. Đây anh tính thì anh dọn chén hồi nãy rồi cả nhà. Rau, bún. Bún thì cộng nào nó bành bành tự. Bún cộng bự. Mà mình ăn bún cộng bự. À, nó nhúc ra thao rồi, mình đẩy lên nhúc ra là mình dứt được cả nhà. Tú giờ là kho mấy cái gạch cua hồi nãy rồi cả nhà. Khô ăn cơm. Xèo cái. Bỏ tôm vô luôn đi Dương Bay. Tôm vô luôn á. Bỏ tôm vô là đưa lên mâm luôn á. Nhưng mà bỏ tôm vô cả nhà. Tôm thẻ hả? Thẻ. Ok, mình lấy đồ lấy cái Dường ba múc ra cả nhà, múc ra cái thau mình đem lên bếp ga. Ngon quá. Ngọt lắm nè. Sao gạch của anh sao anh Tú ơi? Qua đã. Thơm lắm rồi đó. Cái gì thơm anh đó? Lẩu. Em nghe là kho quẹt cái thơm. Đặc sệt luôn đó ta. Tả dữ à? Dữ ngon. Cua nhiều mà. Biệt cua đồng cả nhà. Em thử mỡ hành chị em. Em thử mỡ hành nãy trộn vô đó mà không có thả vô. Này. Thử đó. Thử cho thơm, nhắc lên. À mình nhắc cái nồi. Còn mình thao hành đâu tránh dữ lắm. Xuống đi anh tính đây để hồi nó khô anh tính. Rồi rồi anh Tú trong đây cũng kho cái nồi. Thịt cua làm sao rồi? Thơm. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Cái này quẹt quẹt vô cơm một cái thì còn thế nào chịu nổi. Này nó ngon. Tiêu tiêu xanh. Tiêu xanh hả? Để vô cái thơm liền ta. Ủa cái này bới bên cậu mình đem về hay vậy? Ừ. Tự nhiên chắc mà. Bên cậu cũng có trồng được mấy cây tiêu cái nè. Em nghe cũng khô à. Ây, quá ngon cả nhà ơi. Trời là mình lên bếp rồi. Lẩu quá ngon hả? Đúng. Ngon. Anh Tú đang bưng cái chảo. Mình cầm cái giá lên luôn Tú. Thịt cua kho nữa cho mình để dao vô luôn rồi được rồi đó. Dữ lắm cái chảo cua này bán 500 ngàn không bán. Dữ vậy thằng Châu Phong. Dữ lắm nó ngon. Bẹo. Dữ không? Vô em ơi. Vô. Quá ngon. Mời cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em nha. Cũng quá ngon. Cũng này em cũng chắc á. Cũng quá ngon cả nhà. Quá ngon. Ngon là ngon bá rau này nè quá. Cho anh chén cúng này. Nhìn cái nồi khô quẹt không thấy ngon rồi. Ngon hả? Anh ăn cái đậu này chưa ta? Đắp được rồi. Nên... gấp miếng bún ấy. Anh bự hả? Bự nhỏ không nhỏ? Bún cộng bự. Ăn bún cộng bự đi mà. Bây giờ bún với ăn lẩu rồi anh ơi. Ồ, chăn gạch cua này ha, chăn gạch cua này ha. Giống cây gì vậy ha. Rồi cả nhà ăn bún. Hấp dẫn luôn. Mời cả nhà. À. Mời cả nhà. Sáng mình ăn cái này cái đi rồi mình có đi làm thì làm, nếu trời không mưa thì anh em sẽ đi kiếm cái gì đó săn bắt đó nhờ.
ngon quá Khanh ơi. À, còn nhiều mà sợ gì. Không nói nên lời được luôn. Có mà rau mà nãy mình thấy gì quên rồi anh Tính. Tiêu dên, tiêu dên, mồng tơi, rau chay, rau muống. Đó là nhóc rau hết trơn. Dừa ăn không? Dừa. Ngọt ghê ha. Vua mập. Hôm đó vợ mở quán nhà hàng chứ. Quán nhà hàng. Quán nhà hàng là gì? Mở quán nhà hàng. Mở nhà hàng. Quá ngon thôi này. Dạ. Vô đi dân ba còn nhiều mà con đâu có sợ hết đâu. Quá ngon, quá ngon. Nồi lẩu ấy hấp dẫn không cả nhà. Quay xuống đây thì các cái này là gạch cua kho với tiêu xanh. À, chan cơm vô ha. Mình lắm ngon ăn cũng đúng, nó ngon, để ăn chén nữa thì nó ngại. Chơi đi. Ngại gì? Ai đâu mà. Ai tao bỏ rồi đó. Còn lần này có cá lồng tông. Cậu cá lồng tông á. Ngon. Nước bầu ù vô đi. Nóng lắm. Bảy không? Còn dĩa rau là quá trời ngon nè, để rau rồi vô. Còn nhóc. Quá ngon. Đây đi ra đồng chút xíu một là có rau đồng ăn cả nhà. Em mời chị Hường Hường Quỳnh một chén lẩu cua nha. Mời chị Tina Nguyễn gì đó, phải không? Nina Nguyễn phải không anh Tú? Nina Nguyễn, em mời chị Nina Nguyễn một chén lẩu cua luôn nha. Có chén một để chỉ một thôi chơi nè. Quá ngon. Quá ngon. Ăn lẩu cua anh Giang ơi, anh Minh ơi. Lâu của anh Hậu ơi, anh Trọng ơi, anh Tâm ơi, anh Hòa ơi, anh Dương ơi. Em mời chị Nina Nguyễn, em mời chị Hùng Quỳnh. Bước này ngọt, nóng quá. Quá nóng. Mời má ba với ông bố là về ăn lẩu ha. Bố lệ. Vào đó vô chai lá bự. Mẹ chị sao chắc thấy ăn sao đây hả? Giống giờ chà kiểm quá ha. Còn không đổ mồ hôi với anh Tú. Ba chén à. Ba chén rồi, làm chén nữa, chén thứ tư hả? Quá rồi. Còn nước dưới nồi dưới một nồi dưới múc lên thêm. Ăn này à. Chủ yếu ăn kho quẹt hả? Ăn này mặn à. Ăn này nhiều quá nóng á. Nóng nóng lắm anh Tú ơi, nóng gục lắm anh Tú ơi. Nóng lắm, ăn này nhiều quá nóng ra máu mũi á. Nóng rồi chứ không ra máu mũi đâu. Nóng gục. Giờ nhấp dần. Trời ngon. Cái cây nó cháy mồ hôi lắm à. Mấy chén hả anh Tính? Mới có 2 chén là chưa hết đây nè. 2 chén chưa hết nè. Đúng rồi, nếu em làm được chứ có ngon. Con Tú này đạt chỉ tiêu ha. Dược luôn rồi chứ không có đạt nữa. Đầu bán nè. Đúng quá. Ba gạch cua quá trời ngon. Ngày sáng sớm, ngày quá chiều tối ha. Làm bây giờ dài đi vụ đế ha. Sáng sớm quá. Hãy ngay ngủ tới chèo luôn, nghỉ làm lụng gì à. Ngon quá Thành à. Ngon nhưng mà ngon.
sáng mì. Trời mưa mưa ăn lẩu này nóng ngon. Thôi cũng trưa rồi cả nhà, anh em ăn chút xíu ở đây rồi coi xế xế bắt mát rồi có chuyện gì để đi làm không, anh em đi săn bắt gì cho cả nhà xem nha. Em cũng chúc cả nhà có một ngày mới tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy may mắn nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye, bye, bye cả nhà.